Chào chị Loan. Đội đang ấy đang hô chị Loan ở nhà ơi. Hay là cúng gì chị Loan? Đất đai. Đất đai. Hồi chị Loan có đi lên mộ ba chưa? Lên bữa rồi anh. Dạ. Dạ. Hồi sáng giờ em thấy nhóm con que nó lên trên mộ đầy luôn á chị. Dạ. Lên thăm cậu thôi chứ làm gì giờ trên đó. Hàng phay sao mà hàng riêu được đúng không? Pha kê em. Thì đây tục lệ từ xưa giờ cũng bà mình để lại cả nhà ơi ha. Cũng là cúng đốt thôi. Còn mong một năm mới, một năm được tốt đẹp. Còn cái này gọi là đưa ông bà hả chị? Ở lúc đi sủa quá rồi. Giờ 30 rước về hả chị? Đó, hồi xưa nhiều lúc đi sủa quá. Ở đây lúc đi đâu mà. Lòn là vô lấy cái cây. À, chị Lòn ra đốt với tiền vàng bạc để đưa ông bà ha cả nhà. Đất đai. Đất đai. Ông bà 28 lận. 30 giao thừa cả nhà hả? Nói chung là đây tới cuối tháng và tới những ngày mùng ở cả nhà đều có những cái buổi cúng như vậy ha. Cúng cúng ông bà rồi cúng cắt đai cho thừa. Ôi. À biết xuống tới nhà. Cây gấp này là 890 triệu. Con chị Loan 890 triệu vẫn thấy trong. Cây này tôi để người ta làm gấp mồi chị Loan. Lấy cái này hả? Dạ đúng rồi. Chưa vậy? Cây này để người ta nướng đồ ăn, người ta gấp đó mà. Cái cây này có cái cây cũng ngoài cho nè, nó thấy đốt với chị còn có cây dài dài. Cái bổ cho. Thì mâm đốt mà che đưa chị Loan hết. Khỏe luôn. Khỏe không? Khỏe cái tay luôn. Bữa nay chị Loan vui cũng vui theo chị Loan á. Con dừa mà, xài bữa giờ mà. Trời ơi, nó hồng quá trời luôn. Con không? Không. Sức bun bun bên kia là mình vẫn mở cái bình thường á chị Loan, tới ngày mấy đóng cửa chị? Ngày 8. Dạ. Ủa chị Loan có tặng lịch Tết cho anh em YouTube không chị Loan? Có còn lịch đâu, đâu có lịch đâu. Ta đinh hình nó tặng cho anh em đi. Thôi giờ chị tặng cho anh em mới ngoài sau kìa, có giấy 500 kìa. Nó khó xài lắm đó, khó xài. Nó hàng đâu mỗi người tắm để một túi. Qua mấy buồn đó là có bạn gái đi chùa đi cùng với chị Loan rồi đánh bực hai đứa đánh bực luôn, hiểu không? À, chứ không vấn đề gì hết á. Nói chung thì anh em mình quay cũng hạn chế. Tết năm nay chắc chị Loan không đi chơi được ha, tại vì tính tình hết chứ. Ở nhà không ha. Quang Nam nhóm que đến dọn đồ chưa chị? Này là nó dọn đây do phải do tàu quá vậy thì nói chung là anh em gấp của mình quay thì muốn làm que nó đến dọn đồ cho chị Loan là trống trải nhà cửa để buôn bán nữa. Mà bây giờ mình nói thẳng luôn, nếu mà dọn que thì dọn đồ dọn liền luôn, tại vì bây giờ nó quá dơ rồi. Thì sao nói đi, sủa quá chị. Là ngày Tết đó, gần Tết cả nhà. Là nếu mà dọn đồ sạch sẽ nhà thì nó sẽ được tốt đẹp hơn. Dạ. Đó. Nếu bây giờ mà bên cô Sáu hay là con que qua đây nó mấy anh ơi dọn giúp em đi, sẵn sàng dọn liền, không cần tốn luôn, mình nên qua giùm cho nó luôn. Thì bây giờ thì mình ở bên nào thì mình phải bên đó thôi. Bây giờ mình ở bên chị Loan thì mình cũng đồng hành cùng với chị Loan đúng không? Nói chung mà que qua đây thì em hy sinh em cổng dùng cái tủ lạnh em cỏ lên xe dùng cho. Ủa nãy chị Trâm hát hết cúng không? Rồi bún ngon lắm luôn chị.
Không, bên chị Trâm bán cũng ngon. Dạ. Nói chung là Trâm đồng hành cùng với anh em này ha. Sao mà em chiều cao chị là Thiếu Nhi nhưng mà cái mặt chị nó đụng hát vô à, đó Thiếu Nhi ai tin trời, nó mẹ Thiếu Nhi được đưa vô cái Thiếu Nhi nó bị lợ liền luôn, trời ơi bị chổi hàng liền luôn, không ai coi luôn á, khó quá bữa nay hoặc ngày mai mình muốn lên. Thấy chị Lâm rất là vui đi ăn sushi điện tử ha. Hôm nay là mấy anh em kia là nghỉ học hết rồi, nghỉ học chưa rồi. Đúng rồi, trường giờ nghỉ hết rồi. Dạ. Còn hành chính là làm tới ngày 27/28 là mới nghỉ hành chính. Vậy hả? Dạ. Như là còn làm 2 ngày nữa đó. Tại em đi làm bên đó biết mà. Dạ. Bây giờ là chị Lon là sáng đèn, còn bên kia là tắt đèn đó. Bên kia là sáng chói và xấu chán. Nói chung là bây giờ bên kia là tắt đèn, có chỗ là bởi đèn luôn rồi. Tiền nhiều quá chị Lon. Tiền lốt lần rồi. Chia cho anh em mỗi người tờ đi. Ai dám lấy không? Có ai dám lấy không? Đúng rồi đó, ai dám lấy. Chia đi, chia trong kia đi. Nguyên thùng trong nhà. Về xài ok á. Cái nhà đó chị Lâu cũng đang thôi mình giảng để cho chị ấy nè. Tết này cả nhà phải cho dân cho nhà của chị Lon sẽ xẻ để ăn Tết, thường ta nói là dọn dẹp Tết cả nhà. Nghe thì nó không có nhiều ý muốn mình đủ hết. Nhưng hôm nay một số anh em nói là sẽ về mà đủ dọn đồ sẽ dọn đẹp sẽ dọn dùng luôn, đem qua nhà nó dùng luôn để không một gác là những con gấu hoặc là những cái gì đó mình không nên cứ nói hết chuyện cho nó luôn cả nhà nha. Chị Loan ơi, em thấy chị với chị Bùng Bùng với anh Thành Mỹ á, thu những cái bài nhạc Tết ấy, khi nào công chiếu chị? Ui, hy sinh đó. Dạ em đủ 8 phút rồi, chị Loan chiếu bài. Vậy hả chị? Wow, hát chắc được 5 bài không chị? Em thấy là thu quá chị.